Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, thể hiện khát vọng ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 695 đại biểu đến từ 30 hội sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, 39 hội sinh viên Việt Nam thuộc các trường trực thuộc Trung ương và 13 hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài đã về tham dự đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bước vào phiên làm việc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mẹ Việt Nam anh hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua với tinh thần bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển, tổ chức hội, hội viên sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã ra sức vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trong sinh viên và toàn xã hội. Trong đó, phong trào sinh viên năm tốt trở thành phong trào sinh viên chủ đạo được các cấp bộ hội sinh viên tập trung triển khai xuyên suốt với nhiều giải pháp mới hiệu quả. Trong nhiệm kỳ các cấp bộ, hội đã tuyên dương 960 sinh viên năm tốt cấp trung ương, 18.894 sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 262.272 sinh viên năm tốt cấp trường, 2.611 tập thể sinh viên năm tốt các cấp. Các tham luận được trình bày tại đại hội là đổi mới phong trào sinh viên năm tốt và giải pháp đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường định hướng, vun đắp lý tưởng sống cho sinh viên trong bối cảnh mới. Các đại biểu đã kiến nghị những giải pháp để đổi mới phong trào sinh viên năm tốt như hình thành hệ sinh thái hoạt động không có biên giới, không có rào cản và ghi nhận một cách đầy đủ khách quan hay một dữ liệu thông suốt cho các cấp bộ hội. Ngoài ra cần mở rộng đối tượng tiếp cận là học sinh trung học phổ thông kết nối quá trình rèn luyện là học sinh 3 tốt đến sinh viên 5 tốt. Tại đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đánh giá cao vị trí và vai trò to lớn của sinh viên Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên, xác định đây là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai vận mệnh của dân tộc và đã đề ra nhiều chủ trương để giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của thanh niên, sinh viên trở thành lực lượng trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tôi mong rằng các đồng chí, các bạn sẽ là trung tâm đoàn kết cùng với cán bộ hội trong toàn quốc thực hiện thật tốt nhiệm vụ sứ mệnh của Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Nhân dịp này, tôi đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên Việt Nam, tăng cường định hướng hỗ trợ cho phong trào sinh viên và xây dựng tổ chức hội. Tôi cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, nhất là ngành giáo dục, đào tạo, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để hội sinh viên tích cực đóng góp vào các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Không ngừng chăm lo quyền lợi chính đáng của sinh viên, giúp sinh viên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường lành mạnh. Tại phiên đại hội lần thứ nhất, đại hội đã hiệp thương bầu 103 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam gồm 6 đồng chí, trong đó có 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được hiệp thương bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Với cái tôn chỉ mục đích là người bạn đồng hành với sinh viên, thì ở nhiệm kỳ này chúng tôi quyết tâm đưa người sinh viên thành trung tâm của mọi hoạt động, là chủ thể của phong trào và công tác hội phong trào sinh viên. Vai trò của sinh viên hiện nay là vai trò tiên phong ở trong các lĩnh vực, và nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo mọi điều kiện, mọi cái phong trào
để cho các bạn rèn luyện và hoàn thiện mình hơn để xứng tầm với những nhiệm vụ sắp tới mà các bạn phải đảm nhận. Trong khuôn khổ đại hội đã diễn ra 10 tổ thảo luận góp ý văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 với nhiều chủ đề như sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp, sinh viên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, sinh viên tiên phong chuyển đổi số. Các đại biểu với ý chí mạnh mẽ, khát vọng vươn lên, khát khao chinh phục chân trời tri thức đã gửi gắm về đại hội, kỳ vọng lớn lao về một nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ của công cuộc chuyển đổi số, nhiệm kỳ của những chương trình hành động mới phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của sinh viên Việt Nam. Một đại biểu của tỉnh Đồng Nai thì mình kỳ vọng ban chấp hành khóa 11 của Hội Sinh viên sẽ là một ban chấp hành của hành động, sẽ quyết liệt đổi mới các hoạt động sáng tạo hơn trong hoạt động của công tác hội và đặc biệt là đưa các hoạt động chuyển đổi số để công tác hội của chúng ta ngày càng hiện đại và tiếp cận được với nhiều hơn đông đảo các thành phần thanh niên, sinh viên toàn quốc. Biểu Lâm Đồng chúng tôi mang đến đại hội những kỳ vọng với những khát khao và những cái mô hình của sinh viên Lâm Đồng gửi gắm đến đại hội và cũng mong được chia sẻ và góp ý cho văn kiện của đại hội. Và từ đó thì đại hội sẽ đưa ra những cái chính sách, những cái chương trình phù hợp hơn với sinh viên Lâm Đồng nói riêng và cũng như là sinh viên toàn quốc nói chung. Trong khuôn khổ đại hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, triển lãm sinh viên Việt Nam kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước là tuyến trải nghiệm kết nối với nhau chặt chẽ, có sự liền mạch của câu chuyện lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam đến những phong trào, chương trình hiện nay. Bên cạnh đó, gần 700 đại biểu Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ 11 tham gia hoạt động trải nghiệm tại show diễn Tinh Hoa Bắc Bộ. Đây là show diễn thực cảnh đầu tiên của Việt Nam, tái hiện lại tất cả những nét văn hóa tinh túy, độc đáo của đồng bằng Bắc Bộ. Với sự ấp ủ để quảng bá những nét văn hóa tinh túy của miền Bắc bằng ngôn ngữ nghệ thuật, Tinh Hoa Bắc Bộ là vở diễn kết hợp những yếu tố thú vị trên sân khấu nước. Các yếu tố dân gian truyền thống được trình diễn theo một phong cách hiện đại và sáng tạo, mang đến cho người xem trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ về vùng châu thổ sông Hồng, trung tâm văn hóa của miền Bắc Việt Nam thời bấy giờ. Nội dung là đều về bản sắc văn hóa rất đậm chất Việt Nam ạ. Đó giống như là múa rối hay là các cái cuộc thi trạng nguyên và các hát chèo và cũng như là các thánh mẫu. Và em cảm thấy rất là tự hào vì là không nghĩ Việt Nam mình là bản sắc là cái chương trình show này nó rất là đa dạng, không chỉ nằm trong một yếu tố hay là một tiết mục hay là một lĩnh vực nào đấy, mà đây mọi người đang cố gắng gọi là truyền tải tất cả những cái nội dung về nghệ thuật văn hóa để trong một cái show như này. Tôi thì với cái chương trình ngày hôm nay thì những người trẻ Việt Nam cũng đã được nhắc lại về những cái bản sắc của cá nhân mình và đặc biệt là với thế hệ trẻ mà đã có cơ hội sinh sống và học tập ở nước ngoài thì càng được thôi thúc thêm cái niềm đam mê trong việc là truyền bá, quảng bá những cái bản sắc đấy và hoàn toàn là có thể giữ được những cái bản sắc của mình và chia sẻ với bạn bè quốc tế chứ sẽ không bị hòa tan với cả những văn hóa của quốc tế. Nhiệm kỳ mới đã bắt đầu với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức khó khăn đòi hỏi Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.